Chào các bạn, đây là thành phẩm của món chim hầm thuốc bắc mình vừa mới làm xong đây. Cái phần chim hầm thuốc bắc này thì nó rất là bổ dưỡng. Và làm sao để chúng ta làm được cái món chim hầm thuốc bắc vừa ngon vừa bổ dưỡng, và đặc biệt đó là phần thịt chim vẫn rất là mềm và nguyên con được như thế này, thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm một món bồi bổ cho cơ thể các bạn nhé. Đó là chim bồ câu hầm với cả thuốc bắc. Đây là một cái bài thuốc gần như là một món ăn, nhưng nó cũng là một cái bài thuốc giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và cái phần thịt chim bồ câu này thì các bạn có thể sử dụng 1 đến 2 con hầm để ăn cho nó bổ dưỡng các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng một cái gói gia vị thuốc bắc như thế này. Đây là cái phần phần kỷ tử này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 10 gram. Nó sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta thêm phần ngọt ngào và bổ dưỡng các bạn nhé. Táo đỏ 3 trái. Nếu như mà các bạn không có các cái nguyên liệu như thế này thì các bạn có thể sử dụng chỉ một cái gói tần thuốc bắc này thôi cũng được các bạn nhé. Và để sơ chế cái phần chim bồ câu hết hôi thì các bạn sẽ sử dụng cho mình ở đây đó là 2 muỗng canh rượu trắng. Và 2 muỗng canh rượu trắng này thì mình sẽ sử dụng để ướp với phần thịt chim bồ câu. Và không thể thiếu được với các cái món hầm thuốc bắc đó chính là ngải cứu. Nó có tác dụng bổ máu và giúp điều hòa khí huyết rất là tốt. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Giờ thì các bạn sẽ sơ chế nhé. Để sơ chế phần chim bồ câu này hết hôi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là rượu trắng. Rượu trắng này thì các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng cộng thêm với cả 1 muỗng muối muối hạt như này. Các bạn sát ở phía ngoài ra thì cái phần chim bồ câu nó sẽ hết tanh thì món ăn nó sẽ được ngon và hấp dẫn hơn các bạn nhé. Khi mà các bạn rát muối sạch và rượu như thế này được 3 phút thì cái phần da nó cũng đã hết mùi tanh. Các bạn rửa thật sạch và để ráo nước nhé. Sau khi mà rửa xong như vậy rồi thì các bạn sẽ cho vào đây gia vị thuốc bắc, kỷ tử, táo đỏ, rượu trắng, bột ngọt và muối. Các bạn sẽ bóp đều để cái phần chim bồ câu ngấm gia vị. Khi mà các bạn ướp cái phần chim bồ câu với cả rượu trắng thì các bạn hầm xong, các bạn sẽ thấy là cái phần chim nó được mềm nhanh hơn và có cái vị rất là thơm, mùi rất là thơm. Với cái cách ướp này thì ngày xưa mình được học từ bà nội để cho cái phần chim bồ câu được ngon và bổ dưỡng. Các bạn sẽ ướp phần chim bồ câu này trong khoảng thời gian là 30 phút đến 1 giờ đồng hồ các bạn nhé. Sau khi mà các bạn ướp phần chim bồ câu được 40 phút, 45 phút, ở đây thì mình ướp 45 phút thì bây giờ chúng ta sẽ đem đi để hầm nhé. Để hầm thì các bạn sẽ để cái phần ngải cứu ở phía dưới và xếp phần chim bồ câu ở phía trên. Bạn sẽ cho hết cái phần nguyên liệu ướp vào đây. Sau đó thêm vào đây 300 ml nước ấm. Các bạn sử dụng nước ấm để phần chim bồ câu không bị tanh. Và bắt đầu đun. Với các cái món hầm thì các bạn sẽ nấu cho mình trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng với lửa rất nhỏ các bạn nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần nước nó bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ cho mình và om trong khoảng thời gian là 2 giờ đồng hồ. Sau khi mà các bạn đã hầm được 2 tiếng như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở vung ra nhé. Các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta hầm với lửa nhỏ thì cái phần chim bồ câu nó vẫn giữ nguyên được cái hình dáng. Sau đó các bạn trần một chút xíu ngải cứu
tươi vào như thế này để chúng ta trang trí cho món ăn. Bây giờ thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong được cái món chim hầm rất là bổ dưỡng như thế này đây. Và đến đây thì mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.